Chào mừng 1.000 anh em đam mê đã quay trở lại với Shop Công Thành. Thì Shop Công Thành chuyên bán những cái mặt hàng kính ngắm, rồi về những phụ kiện như là tia laser, chân đỡ, ống nhòm đo khoảng cách và cả những cái kính ngắm đêm nhé. Mà bên mình kinh doanh cực kỳ nhiều những cái sản phẩm như thế. Và nhiều nhất là đó chính là cô nút của Ý. Cô nút của Ý thì mình đã giới thiệu rất là nhiều cái kính ngắm trên kênh rồi đấy. Anh em có thể xem lại trong kênh nhé. Trong kênh có rất là nhiều cái clip về những cái ống ngắm xịn nha. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu một cái ống nhòm cũng xịn sò không kém như thế. Đó chính là ống nhòm nhiệt. Thì trước cái này anh em hay nghe đến kính hồng ngoại rồi nó ống nhòm hồng ngoại. Thì cái ống nhòm nhiệt nó là gì? Ống nhòm nhiệt thì nó là cái ống nhòm mà phát hiện được người hoặc là những cái con vật hoặc là những cái nào mà nó có phát ra nhiệt càng cao thì nó sẽ càng nhìn nó sẽ càng rõ hơn so với cái môi trường xung quanh nhé. Ví dụ như một con người đứng ở giữa một khoảng rừng thì cái nhiệt của con người nó tỏa ra và nó sẽ phát ở trên cái ống nhòm này, nó sẽ nhìn cực kỳ rõ luôn. So với ống nhòm hồng ngoại thì nó sẽ rất là rõ. Còn ngoài ra thì nó cũng có rất là nhiều các đặc điểm để khác với ống nhòm hồng ngoại. Thứ nhất là nó nhìn được xa hơn, nó có thể nhìn được đến tới 1.000 mét. Đó, cây một cây số. Với khoảng cách mà chúng ta có thể nhìn được gấp 2, gấp 3, thậm chí là gấp 4 lần như thế thì dĩ nhiên là cái sản phẩm của nó cũng đắt gấp 2, gấp 3 lần, thậm chí là gấp 10 lần so với những cái ống nhòm hồng ngoại hoặc là những cái kính hồng ngoại nhé. Thứ hai nữa là cái này nó có thể nhìn xuyên qua được tán cây, xuyên qua được khói. Ví dụ như là có một cái con vật nào đó lẩn sâu trong tán cây, con chim, con cò, rồi là con hươu, con nai gì đó lẩn sau tán cây thì sử dụng cái ống nhòm hồng ngoại sẽ rất là khó phát hiện hoặc là không phát hiện ra, nhưng mà cái này vẫn có thể phát hiện được nhé, vì nó sẽ cái hình ảnh của cái con vật này nó sẽ nổi trội lên trên trên nhìn sẽ nó sẽ rất là rõ. Còn cái tán cây thì nó cái nhiệt độ của nó sẽ thấp hơn người rất là nhiều nên là nhìn sẽ ra ngay được cái con vật nấp sau tán cây nhé. Vì thế là cái mục đích của cái ống nhòm nhiệt này thì có rất là nhiều cái mục đích khác nhau, ví dụ như là cứu hộ cứu nạn. Còn với kênh của mình thì sẽ là đi săn bắn. Anh em dùng cái này đi săn bắn thì thôi rồi nước ơi, rất là hay luôn. Chúng ta có thể phát hiện ra những cái con vật ở xa. Mà đặc biệt là cái ống nhòm nhiệt này thì nó lại nhỏ gọn hơn những cái ống nhòm nhiệt trước đây mình đã từng review. Đây, Colut Frame nhé. Chính hãng 100% có cái mã hiệu ở đây. 7950, mọi người có thể lên trang colut.com để gõ cái mã này ra nhé. Chúng ta có thể nhìn thấy đây có một số cái tính năng của Colut Frame phiên bản này nhé. Ở đây là có thể lặn xuống được dưới nước là 3,3 feet. Với cái tiêu chuẩn IP67 thì chúng ta có thoải mái đi mưa, săn trong đêm được, đi săn trong mưa được nhé. Cái độ phân giải của cái ảnh nhiệt, cái độ phân giải của ảnh nhiệt thì nó khác với cái độ phân giải của cái màn hình nhé. Độ phân giải của ảnh nhiệt là để chúng ta phân biệt được. Ví dụ như là một cái bàn tay như thế này, nếu mà cái độ phân giải ảnh nhiệt của nó thấp thì nó sẽ bết bết lại, giống như là hai cái này nó trụ một đấy, nó không thể phân biệt ra từng ngón một như này. Còn cái này có độ phân giải khá là cao, trong cái mức gọi là trung bình chứ không phải là cao lắm. Nếu mà cao nữa hơn nữa thì nó sẽ đắt hơn. Bên mình cũng có cái dòng cao hơn nữa nhá. Đây, Colut Flame này là nó cái độ phân giải của nó cao hơn nhiều này. 384 nhân 288. Cái độ phân giải cao này thì nó sẽ phân biệt cái chi tiết được tốt hơn. Còn nếu mà anh em không đủ kinh phí thì có thể dùng cái sản phẩm này. Chỉ cần phát hiện ra con vật là chúng ta có thể dùng ống ngắm nhìn đêm hoặc là ống ngắm bình thường vẫn có thể nhìn được nhé. Đó. Chúng ta có thể zoom được đến 2,4 lần này. Và có tích hợp sẵn quay phim, chụp ảnh, thẻ 8GB và có bốn cái bảng màu. Cái bảng màu nhiệt này thì mình sẽ giới thiệu ở trong cái clip sau. Trong cái clip test mình sẽ để ở bên dưới phần mô tả. Mọi người nhấn ở bên dưới phần mô tả nha, cái đường link bên dưới phần mô tả clip test luôn. Bên trong này thì gồm có là hướng dẫn sử dụng này. Đó, mọi người có thể đọc hướng dẫn sử dụng ở trong này, hoặc nếu mà mua ở bên Công Thành Shop thì anh em sẽ được hướng dẫn tận tình nhá. Đó, đây là khăn lau này, rồi đây là một cái gì nè, đây là một cái cổng sạc tai si nhá. Thì cái sản phẩm này có thể dùng được cả với cái cổng sạc tai si, tức là chúng ta có thể kết nối vào máy tính này để truyền dữ liệu. Thứ hai là chúng ta có thể có một cái nguồn bên ngoài, đó là chính là cái sạc dự phòng chẳng hạn, chúng ta cắm vào đó, thì chúng ta sẽ trong này nó đã có một cái pin gắn trong rồi, pin lithium gắn trong rồi nhé. Chúng ta sạc và chúng ta sẽ có thể sử dụng được vài tiếng, 10 tiếng chẳng hạn đấy. Còn nếu mà chúng ta không muốn dùng sạc thì chúng ta có thể kết nối với cái sạc dự phòng, cắm vào đây luôn được nhé, rất là hay luôn.
Đây mã của nó, mã hiệu của nó. Đây là cái chân để cắm sạc dự phòng này. Cái chân tai xì đây nhá. Chân này cũng chống nước. Đó. Và đây là cái chân để cái chân tripod nhá. Là chúng ta có thể gắn lên chân tripod nếu mà chúng ta mỏi tay quá mà chúng ta cần phải quan sát dài thì chúng ta có thể gắn cái chân máy ảnh lên trên này. Và một cái đặc điểm khác biệt giữa cái ống nhòm nhiệt và ống nhòm hồng ngoại đó là chính là chúng ta có thể nhìn được quan sát được cả ban ngày nhé. Ban ngày thì chúng ta vẫn có thể mở nắp được giấy ra, miễn là cái nhiệt độ trong tầm khoảng là dưới 500 độ C thì chúng ta vẫn có thể nhìn được. Đó. Nói sơ qua về cái cấu tạo của cái sản phẩm Colus Frame này thì đây chính là cái núm để xoay, cái núm này để chúng ta xoay lấy nét, những cái nét chữ ở bên trong nhé. Từng cái nét chữ ở bên trong chúng ta có thể xoay lấy nét này, tùy thuộc vào mắt mỗi người, mắt cận viễn thì chúng ta sẽ xoay như thế nào. Còn trên đây là các cái núm chức năng khác nhau, ví dụ như là núm này để bật tắt này, rồi núm này để chụp ảnh quay phim này, rồi là núm này để chỉnh các cái menu khác nhau, rồi là chỉnh các cái bản màu khác nhau. Mọi người có thể nhìn cái bảng màu trên này. Đấy. Đây là cái hình ảnh trực quan nhất của chúng ta. Cái bảng màu nó sẽ như thế này nhá. Thì cái bảng màu thì nó tức là ví dụ như là cái white hot này thì chính là nếu mà nóng thì nó là màu trắng. Đấy, black hot thì cũng ngược sẽ là ngược lại, nóng thì nó sẽ màu đen. Đây là red hot thì nóng nó sẽ màu đỏ. Còn đây là giống như kiểu màu của kim loại đấy. Đấy, bốn bảng màu nhá. Thêm một cái tính năng rất là hay ho của cái ống nhòm nhiệt này mà anh em có thể khai thác đó chính là chúng ta có thể đo được một cái khoảng cách tương đối từ mình đến cái vị trí của cái con vật nhá. Ví dụ như là cái con cò nó cao tầm khoảng 80 phân chẳng hạn, chúng ta sẽ nhập ở trong cái ống nhòm này là 0,8 mét đấy, và đo từ dưới chân con cò này đến cái đầu con cò thì khi đấy sẽ hiển thị ra là cái khoảng cách từ mình đến cái con cò đấy là bao nhiêu mét. Nó là một cái khoảng cách tương đối nhưng mà tương đối chính xác nhé, nó sẽ gần đúng với cái khoảng cách của cái khi chúng ta dùng cái ống nhòm đo khoảng cách. Nhưng mà như thế đó là quá tuyệt vời khi trong đêm tối chúng ta không thể dùng được cái ống nhòm đo khoảng cách nhé. Anh em nếu mà muốn xem cái clip test thì anh em có thể kéo xuống dưới phần mô tả hoặc là ở cuối cái clip này có cái đường link đấy, anh em nhấn vào đấy thì mình sẽ có một cái clip test ở bên ngoài trời, nó sẽ rõ ràng hơn các cái tính năng và nó sẽ nhìn nó trực quan hơn nhé. Rất mong sự ủng hộ của anh em bằng cách nhấn nút thích ở bên dưới, nút đăng ký kênh Shop Công Thành để những lần Shop Công Thành ra cái clip mới sẽ báo về ngay điện thoại cho mọi người. Ngoài ra thì anh em có thể lên cái Facebook có cái trang là ống ngắm chính hãng, bên mình có để những cái sản phẩm ở trên đấy, anh em có thể tham khảo ở trên đấy nhá. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những clip lần sau.